Những điều cần làm của sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Chào các bạn, tôi là Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ thú y. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những điều cần phải làm, những điều cần phải biết khi vừa tốt nghiệp ra trường. Có rất nhiều người ở ngoài kia gặp tôi và hỏi tôi rằng: anh Trịnh ơi, khi em vừa mới tốt nghiệp ra trường thì em cần phải làm gì để có được một công việc tốt, làm gì để có được nguồn thu nhập tốt và làm gì để trải nghiệm những điều tuyệt vời này. Và các bạn hình dung cho tôi một điều rằng có rất nhiều kiến giải trong cuộc đời này. Có những người đến gặp tôi phỏng vấn và đòi tôi 15-20 triệu, rất tốt. Đấy là một trong những người tôi đánh giá là cực kỳ là cao thủ. Tại vì sao? Tại vì người ta đã xác định cho mình một cái mục tiêu về tài chính mà người ta rất tự tin rằng là bản thân người ta có thể cống hiến cho tổ chức, có thể mang lại cho người, cho tổ chức một cái giá trị xứng đáng với đồng tiền người ta nhận được là 15-20 triệu. Đây là một trong những con người hết sức tuyệt vời. Và có một số người khác thì lại có cái quan điểm như sau. Tức là người ta đến, người ta phỏng vấn xong, người ta bảo là em không quan trọng lương đậu, em chỉ cần trải nghiệm thôi, bao nhiêu cũng được, miễn là tốt cho em, cho em có cơ hội được cống hiến, cho em có cơ hội được thể hiện được mọi thứ. Đây cũng là một nhóm người hết sức là tuyệt vời. Nhưng mà nhóm người này thực ra không có mục tiêu trong cuộc sống, không có mục tiêu để kiếm tiền. Người ta không tự tin vào tài năng của người ta không tin vào năng lực cống hiến của mình. Thế nên là người ta không biết người ta xứng đáng bao nhiêu tiền. Và nó sẽ có hai nhóm người như thế. Còn câu trả lời của tôi trong cái vấn đề này như thế nào? Các bạn hãy đặt câu hỏi, các bạn hãy đặt câu hỏi comment vào bên dưới video clip này thì các bạn sẽ nhận được tất cả những cái kiến thức, những cái trải nghiệm tuyệt vời của tôi sau 11 năm vừa làm thuê, vừa làm chủ doanh nghiệp và vừa làm nhà lãnh đạo, nhà đào tạo đội nhóm và đào tạo truyền cảm hứng kinh doanh của con người. Các bạn có thể comment ngay ở dưới video clip này ý kiến của bạn về việc là những điều cần phải làm của sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Những điều cần phải làm của sinh viên, học sinh mới tốt nghiệp ra trường. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn hãy comment câu trả lời, comment câu hỏi của các bạn vào dưới video clip này thì các bạn sẽ nhận được câu trả lời của nhà đào tạo Phạm Xuân Trịnh. Và hôm nay là một trong những cái trải nghiệm tuyệt vời của tôi. Tôi đang chuẩn bị đồ đạc đây, GoPro và tất cả mọi thứ để tôi chinh phục đỉnh Phan Xi-Păng. Tôi sẽ đi bộ và chạy bộ từ chân núi lên đến đỉnh núi để chinh phục đỉnh Phan Xi-Păng. Và khác tất cả mọi người ngoài kia, mọi người có thể đi cáp treo, có thể đi máy bay nhảy dù hoặc có thể làm bất kỳ điều gì các bạn muốn. Nhưng với tôi sẽ dùng chính đôi chân của mình và vượt đỉnh Phan Xi-Păng. Hẹn gặp lại các bạn sau 7 giờ đồng hồ nữa, khoảng 1 giờ trưa là chúng tôi sẽ có mặt ở trên đỉnh Phan Xi-Păng và có những cái trải nghiệm tuyệt vời của việc là chinh phục, dùng đôi chân của mình để chinh phục đỉnh núi cao này, lời hội tụ dưới đất và trời. Và tất cả những câu comment, tất cả những câu hỏi của các bạn tôi sẽ trả lời các bạn sau khi chinh phục được đỉnh Phan Xi-Păng về, và tối hôm nay sẽ có câu trả lời. Cảm ơn tất cả các bạn. Xuân Trịnh, bác sĩ.